xong đá về rảnh cô sẽ gọi cho con nha. Nghe không? Cảm ơn cô. Dạ, dạ này bà nội cũng cảm ơn cô vì bà chu rất nhiều giúp đỡ cho cháu học rồi nói cho chú. Anh ơi, anh cho số điện thoại số thường luôn nha anh. Hai số nha. Số Zalo với kết bạn Zalo nè. Cảm ơn con. Dạ con. Con nghe không? Bye bye. Bye bye đi con. Bye bye đi con. Cô cũng chào cô ơi. Cháu khóc không biết được bao nhiêu do mà nội nó khóc. Đánh con ơi. Còn con được. Cháu nói chuyện với một chị Mạnh Thường Quân. Tí là cả lâm chào mọi người và các bạn thì mà các bạn ơi thì hôm nay đó bạn thì trong lúc 2 giờ chiều này đó các bạn thì sẽ đưa cho em Lon đi ăn nghỉ cuối cùng luôn các bạn ơi. Thì nhà của em Lon các bạn thì ở ngay chân đó cái là Cù Lao Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh nha. Thì hôm nay các bạn thì Tí là cả lâm sẽ qua đây sẽ quay lại những cái phút đưa em Lon đi ăn nghỉ cùng cho các bạn xem nha. Thì mà các bạn ơi thì bây giờ các bạn thì sáng các bạn thì tí là Lâm đi qua đây thì cũng hơi bị trễ đó các bạn. Thì đi qua tới đây thì trong gia đình các bạn thì cũng đã cưa cái cây ố chặt cái cây xài nó của nó gọi luôn nè. Cái cây xài giờ chặt rồi gia đình đang để đây nè. Ơi tại vì tại vì cái này là người ta không có dùng cái máy cưa mà cái này là trong gia đình là chặt luôn nè. Ủa chị cái này của mình chặt hồi nào vậy chị? Chứ cái này là của mình không có mướn cái máy cưa lại cưa sao? Tại có kêu mà máy không mất công chuyện gì đó không có lại. À vậy là cái này trong nhà mình ra là của mình chặt luôn ha. Của này là mình chặt bằng ta lấy dao chặt hay gì? Cái này dao búa gì cũng không rành nữa, nói chung không biết. Giờ ra đây dắt mẹ em ra coi rồi thấy vậy em mới biết chứ. Cái này là chặt hồi nào chứ? Hồi sáng. Dạ. Ủa trời, chị là chị lợi chị của chị Lo ha chị? Dạ chị. Ủa còn hồi sáng em đi chung đòi với cũng một người chị nữa mà áo đen với đeo đen là biết ai đó. Có phải có vinh sòi rồi qua nữa cái chị đó nó nói cái cây ổi á, cái chị đó nói là cùng cha khác mẹ. Đúng rồi. Là đi chiếc xe hơi con số 71 á, chị ở gần bên em á. Dạ ngay là chiều nay 2 giờ đi hết chị, 2 giờ đưa cho 2 giờ đi. Hồi nãy là chặt cái cây này có thầy tụng rước phong luôn không chị? Nói chung là thầy ra cúng là cúng hồi sáng hôm qua đó. Thầy không có ra nhưng mà thầy nói là tại đất này là đất nhà và thầy chỉ cách cho mình cúng vái thì thầy nó phải chia đất người ta thì mình đi thỉnh vong về. Còn cái này là đất này là đất của bà vợ chồng nên đất nhà rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đất nhà thì trước cái sự việc này là em lo nó đủ chị ăn cách mấy ngày nói chung là điện thường lắm nhưng mà cái nay chắc cũng khoảng 5-6 ngày tại mình cũng mất làm công chuyện đó rồi nên ít có điện để nói chuyện chứ thường khi là điện thường lắm. Nhưng mà nay cỡ khoảng 40 ngày nay là chị em không có nói chuyện. Cái lần mà nói chuyện điện thoại sau cùng với chị có cái biểu hiện gì mà để mà không, nói chung là bình thường thôi, không có cái gì hết á. Phải chi mà chị tâm sự đúng rồi, phải tâm sự thì chị em mình á còn to nhỏ mình nói mình khuyên nó mà giờ nó không có nói gì hết trơn thì chỉ biết vậy rồi cái chồng nó mới điện qua nói với cha mới điện qua gầy thì mẹ bà cũng sợ là nó nghĩ quẩn. Em cũng tính điện qua em gầy nó bây giờ trên mạng nó lừa biết bao nhiêu người mà tại sao mình không cảnh giác mà mình đi bị mắc lừa như vậy. Nhỏ con á mẹ tánh nóng lắm, thôi mẹ đừng có điện qua ba, chừng nào á ba có nói thì là mẹ gầy còn ba không nói thì thôi chứ để ba ông ngoại la rồi khi dụng ba thiếu tiền thì chuyển lộn này kia thì ba cũng gầy nói rồi đây rồi mẹ la nữa thì
tội nghiệp cho ba, rồi ba nghỉ quẩn thì sao. Rồi nên em không có điện. Thì sáng em đi làm cỏ, đặng ngày mai á là em cúng cây. Vậy cái điện báo tin về là nói nó chết rồi. Dạ. Ồ, rất là xót xa rồi cô chú chị. Chị nói mà nước mắt rưng rưng như thế này. Là chị em ở giờ ví dụ như lỡ có số tiền nhiêu đó thì chị em á thì mình gắng cố gắng để mình giúp đỡ, hay là đâu có đến đổi gì. Chị em thì cũng hai ba đứa, không lẽ ví dụ như mình không cho được thì mình cũng có thể mình ra mình mượn cho nó quay. Dạ. Nhưng mà nó vậy á. Dạ. Ủa chị là gì đó các bạn, thì tức là năm bạn thì cũng mới vừa hỏi là cái người chị của là em Loan đó bạn, thì em Loan qua đời ở trên cái cây xài này đó các bạn. Thì hôm nay các bạn thì ở chung gia đình thì đi ra đây đốn cái cây xài nè. Nhưng mà nãy mình nghe mấy cái người trong gia đình nói là khi cái cây xài những cái lá hay là nhà này khô á là người ta sẽ chất lại, người ta sẽ đốt cho nó thành tro bụi luôn nè, chứ không có để cho nó ở đây luôn nha, là người ta đốt luôn. Đó, đây tức là Lâm quay cái gốc cho các bạn xem. Đó thì các bạn thấy là cái này là người ta dùng cái dao hay là cái búa gì để là người ta chặt cái này. Đó, chứ cái này là không có dùng bằng cái máy cưa nha. Đó thì con thấy là khi mà chặt đó, là ở đây là người ta cũng có đốt tiền vàng bạc nè. Đó các bạn thấy là đốt tiền vàng bạc luôn nha. Vẫn còn sót lại miếng nè. Nhưng mà kiến quá trời luôn, kiến vàng. Đại hội nói chuyện thấy à. Dạ, hãy được. Một lát đó con lấy số điện thoại của cha cho cô đi, mai mốt cô hỗ trợ lâu lâu gửi tiền cho con đi học. Con có xài hội như mấy người kia hả? Họ có lên mạng được hả? Không. Con đi học lớp mấy rồi? Dạ lớp 4. Dạ thôi ạ. Dạ với cha. Dạ có ai nữa không? Con tên gì? Con nói chuyện lớn rồi. Đến con. Nó nói chuyện mà nước mắt nó ứ đó chị. Khóc rồi. Nó khóc luôn. Em thấy. Đến đi con. Đến đi con, đến đi con. Đến đi con. Thấy nó gớt nước mắt của mình đến. Khóc theo luôn. Ý mà khóc mà mình nghẹn ngào luôn á chị. Đến con. Đến đi con. Khá là tội nghiệp mà. Nói mà. Nói mà cha. Ba. Người ráng là khóc là má con sưng, con sẽ bệnh nó biết không? Mẹ cũng không muốn thế, con vậy đó. Mẹ mất đừng rồi. Kế bên là bà nội. Cũng là thiệt, cô chú bây giờ còn sống nha. Ngày nào nuôi phụ cháu giờ này chứ mình cũng không hứa sống được ngày nào. Con cũng ở Trà Vinh đó, còn ở Châu Thành. Dạ dạ dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Mai mốt cô có về quê nhà cô có dịp cô ghé con. Nhưng mà hỏi con là con muốn cho con cái gì đó thì gửi qua cho ai? Dạ gửi qua cho cha. Gửi cho cha. Dạ gửi cái đó là gửi bằng cái chi được. Ừ. Dạ. Con đừng khóc nữa, khóc mốt con bệnh. Mẹ cũng đâu có nhìn thấy đâu, con đừng có buồn nữa nha, từ từ. Con giỏi cô, ra. Con đừng gặp đầu với con đâu. Con gái học giỏi nha. Dạ, anh ạ. Con không có điện thoại à? Không có điện thoại luôn, phải không? Chơi mẹ nó quánh gì lắm, không cho chơi gì hết trơn nghe chưa? Mẹ xài, mẹ có xài điện thoại không? Dạ. Mẹ xài điện thoại nào? Dạ, Samsung. À, cái Samsung đó có kết bạn Zalo của cô được không? Dễ được. Vậy cô gửi cái số qua nha. Dạ. Cái số qua cho con nghe. Dạ. Nói chú lấy số của cô á. Nghe không? Dạ. Cô có gửi tiền sửa xe đạp cho con á. Nói được con. Rồi. Con cảm ơn cô. Con kết bạn Zalo của cô đi thì
mà cho hỏi ở đó nó có mạng nó nói chuyện thôi. Dạ có. Có. Ừ, vậy con lấy số Zalo cô đi, mỗi tháng cô làm cái tiền cô gửi cho con đi học ít ít cũng được nha. Cô đừng, con gái học giỏi nha. Tại con giống con trai của cô lắm, hơn bằng của con nha. Dạ đi cô. Giờ Khang, Khang lấy số điện thoại của cô á, mẹ mốt cô có dịp về cô sắm quần sắm áo cho Khang nha. Dạ đi. Dạ chị ơi thiệt chút. Chị ơi thiền chút xíu, khi mà chị nói chuyện xong á, tụi em sẽ kết bạn Zalo của chị, kết nối qua cái máy của cháu cho chị nói chuyện. Rồi rồi, lấy giùm em đi. Các dạ. Bạn em có gửi qua cái số hỏi của em, kết bạn giùm em đi. Dạ. Đồng ý. Rồi. Xong đá bà rảnh, cô sẽ gọi cho con nghe. Yeah. Nghe con. Dạ. Yeah. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ, hằng này bà nội cũng cảm ơn cô với bà chú rất nhiều, giúp đỡ cho cháu không, rồi nói cho chú. Anh ơi, anh cho số điện thoại số thường luôn nha anh. Hai số nha. Số Zalo với các bạn Zalo nè. Thôi được con. Dạ thì con nghe. Nghe con. Bye bye. Bye bye được con. Bye bye được con. Con chào cô ơi. Cháu khóc không biết được bao nhiêu do mà nó khóc. Nó đánh con ơi. Cùng con được. Cháu nói chuyện với một chị Mạnh Thường Quân. Thì đó các bạn, thì đứa cháu các bạn là cái đứa con của em Loan đó bạn. Thì mới vừa có Mạnh Thường Quân là đến đấy là để hứa với cháu đó là để lo cho cháu nha. Nên là cháu quá xúc động. Đó các bạn, thì đây là cái người mẹ của là em Long nha. Em Long là 38 tuổi nha. Thì đó các bạn, thì trong lúc 2 giờ chiều này sẽ đưa cho em Long đi ăn nghỉ cuối cùng nha. Đó thì giờ là cái người mẹ là đang ngồi ở dưới đây để dòm cái người con. À, khoảng chừng 2-3 tiếng nữa là sẽ đưa cho cái người con đi an nghỉ. Thì bây giờ đó các bạn, thì bây giờ mấy anh em ở bên chạy hòm đang đi vô tới nha. Dạ. Bây giờ đó các bạn, thì bây giờ là chuẩn bị đúng 2 giờ chiều thì sẽ đưa cho em Long đi ăn nghỉ cuối cùng đó các bạn. Thì bây giờ là ở bên nha, là người bên người thân lại đốt nhang cho em Long nha. Thì người nào cũng khóc như mưa rơi nha.
thì cái người chồng lại đặng đốt đốt cây nhang cho người vợ nha. Đặng đúng 2 giờ sẽ đưa người vợ đi ai nghỉ nha. Mà các bạn thì sớm bạn thì chỉ là làm bạn thì cũng có quay cho bạn xem thì hôm nay các bạn thì đúng 2 giờ sẽ đưa cho em Lon đi ăn nghỉ cuối cùng đó các bạn. Thì quay vào sớm giờ cũng chưa có tới giờ để đưa cho em Lon đi ăn nghỉ đó các bạn. Thì thôi giờ Tí La Cà Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Cà Lâm, bạn hãy cho một cái đăng ký kênh, một cái chia sẻ để ủng hộ cho Tí La Cà Lâm luôn các bạn, để cập nhật những cái thông tin mà mới nhất từ Tí La Cà Lâm luôn các bạn ơi. Bây giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.